Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cách giúp cho điện thoại chúng ta có thể là tăng tốc độ xử lý cũng như là luôn luôn mượt mà, tránh cái tình trạng là giật lag trên những cái dòng máy điện thoại Samsung nha. Thì với cái phiên bản cập nhật One UI mới nhất, hiện tại thì Samsung đã bổ sung chúng ta một tính năng giúp cho điện thoại chúng ta có thể là tự động khởi động lại máy và giúp cho điện thoại chúng ta luôn luôn trong tình trạng là ổn định nhất, tránh cái tình trạng là bị lag máy cũng như là chậm máy khi mà trong quá trình sử dụng. Thì điện thoại chúng ta nó sẽ sản sinh ra những cái bộ nhớ đệm cũng như là cái đầy bộ nhớ dung lượng, và tình trạng này sẽ được khắc phục khi mà điện thoại chúng ta có thể là tự động khởi động lại. Và để làm được điều này thì đầu tiên các bạn cần phải cập nhật cho cái điện thoại các bạn lên cái phiên bản mới nhất bằng cách là chúng ta sẽ mở điện thoại lên vào cái mục cài đặt và chọn vào mục đó là cập nhật phần mềm. Ở đây thì các bạn sẽ xem là điện thoại các bạn đã cập nhật cái phiên bản mới nhất hay chưa. Và nếu như mà nó có cái phiên bản mới nhất về One UI thì các bạn nên cập nhật cho điện thoại Samsung các bạn lên. Sau đó thì các bạn có thể là quay lại và các bạn chọn cho mình một cái mục đó là chăm sóc pin và thiết bị. Ở đây thì các bạn sẽ kéo lên, nó sẽ có một cái mục đó là tự động tối ưu. Và ở đây nó sẽ có một cái phần đó là khởi động lại khi cần, tự động khởi động lại điện thoại để điện thoại của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Tự động khởi động lại chỉ xảy ra khi bạn không sử dụng điện thoại của mình và các bạn bật cái phần này lên. Như vậy thì với cái tính năng này thì Samsung sẽ cho phép chúng ta có thể là tự khởi động lại máy điện thoại khi mà cần thiết để giúp cho điện thoại của chúng ta có thể là hoạt động ở cái trạng thái tốt nhất, tránh cái tình trạng là bị chạy chậm, lag, nóng máy và đầy bộ nhớ.